Rồi, Huyền Tiên xin chào quý bạn cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Huyền Tiên. Gãy mai em trai. Ồ, anh trai mua hai cái chậu mồng gà cho chú. Chào anh. Hãy tưởng anh đi ra về rồi chứ. Hãy đi quên mua, phải ra thấy tình nhớ thấy bông đẹp quá cặp luôn nha anh. 80. Trời ơi, đẹp quá. 80 hả? Dễ vậy. Cái này bền lắm nha. Nhưng mà bông này mình chịu nó mình đem lên. Không, em nghĩ nó không có xử đâu. Bữa em thấy nó ở đó nó không có ăn luôn, nó để tới nhà lấy luôn mà. Thôi bút bớt đi kìa, bông bảnh nó còn thử kìa. Bông mồng gà. Bông gà này đâu nó thử. Trời ơi đẹp quá. Có cái chậu kia đẹp lắm mà không có chủ. Dạ. Anh kêu hoài không ra phải không? Kêu hoài không ra. Chắc chủ ngủ trưa rồi. Được, cũng đẹp rồi. Được, bông màu gà đẹp quá. Anh ở đâu lận anh? Ở Tân Nguyên. Dạ, Tân Nguyên, cũng gần đây. Dạ, anh chở Quang Vinh không anh? Không tội lắm, chở Quang Vinh không? Quang Vinh 1 hay Quang Vinh không? Quang Vinh 1. Dạ. Anh chở Hội Nghĩa. Dạ, Khánh Giang chở qua. Không có, chở Nghĩa đây mà. Dạ, vậy hả? Quang Vinh 1, chở Nghĩa. Dạ, Quang Vinh 1. Để em lấy cái chỗ để em để đó là không có thấy. À, để ra trước. Dạ. Hứa ông lâu lắm không lên thăm. Dạ. Anh lên đây là lần đầu hả anh? Lên cũng hai lần rồi. Dạ. Quê mình ở đây luôn hay là mình làm ở đây? Dạ. Dạ. Trời ơi. Học đang để hai cái. Người ta đi vô ra gặp hai cho bông đi. Hai cho bông. Đúng không? Đúng rồi, để đằng trước đẹp anh. Tuyệt vời. Dạ. Cũng con cũng chị bày ra bài mạnh thường quân trong mỗi một đồng chú anh chị. Anh chị chuẩn bị về hay sao? Còn cũng nhờ anh chị, dạ. Cô mấy chú mạnh thường quân mới lên đốt nhang cho chú là quý rồi. Cảm ơn anh nha. Anh bye cũng bye. Ra về luôn. Rồi chào anh nha. Anh đi về đó. Dạ quên. Dạ. Ở trong là trai thấy bông đẹp quá sao rồi cô vô mua tới cậu luôn. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Bye bye anh chị, chúc anh chị năm mới phát tài nha. Dạ. Trời em cảm ơn nhiều. Trời ơi quá vui luôn. Mồng gà đẹp. Mà nó không có héo nữa nha. Nó lâu lắm á. Nó ở ngoài. Không, cái này là biết ở ngoài quán nước của mình mua nước uống á. Ừ em chồng thấy đó, mà. Chồng bán cái còn ngay chỗ mà chiên chuối chiên á. Là phát tài đó. Phát tài chỗ bông xanh á. Tết gì là bông giống luôn. Kêu gì ta, không phải phát tài, sống đời. Sống đời mà chỗ bông xanh á. Từ từ. Bây giờ là mới khởi đầu thôi cô chú ơi. Tương lai là còn nhiều nữa. Anh em mình đem lên mộ, đem lên nhà chờ hơi buồn nhiều. Không mà cái gặp bông này cái chiều nay để đi xử. Ủa anh, cái ở Hoa Viên mình nghe nói là có mướn mai hả ta? Có hỏi mình, như em nghe ai nói có mướn mai. Ồ Hoa Viên đó, rồi cũng có những cái chậu hoa nè đó đem đi của chú anh chị. Nay là Hoa Viên đang trang trí bông từ ở cổng đi vô luôn. Rồi buổi trưa nở quá trời luôn. Tạm dừng clip đây đi. Đó kia kèo nó keo rồi. Keo dán keo luôn. Nó keo dán keo thôi, tự nhiên dục sạc rét. Rồi khán giả về viếng rồi nè coi chú anh chị ơi. Ai khán giả đông quá trời luôn rồi. Nay gần Tết rồi, khán giả về viếng liên tục. Chị Hồng Ngọc ơi, bất ngờ là anh áo vàng, anh
anh đã lấy cái bông đào này anh để vô sọt ghét. Có tay dính cái gì tháo ra chi? Không có, hồi nãy gớt. Còn cái này là nó tự lấy thịt chứ nè. Chi anh? Đây có keo đâu. Thôi thôi bớt đi, không keo. Giữa không kìa. Anh đang thử á. Đang thử nè. Thôi thôi bớt. Còn cứng không? Cứng thì anh lấy da keo anh dán. Keo ta hơn là có 3 cuộn lên chứ phải là 1 cuộn. Đó, con xưa anh chị buổi trưa có khán giả về viếng ha. Sao thấy cô quen ha? Hả? Con chào cô. Dạ. Hoa đẹp quá trời. Cua khô quá. Không phải cua mình có chanh dặn cũng chẳng được đâu. À, anh cũng hụt vào đó nữa hả? Hụt con câu á. Vậy hả? Đồ hụt câu nào nữa không? Bé Phương Chu Linh. Phía ngoài ra đây chào cô, mình đi thăm mộ về ghé không cô? Bây giờ trước Tết cảnh đẹp mà. Nhiều hoa quá chừng. À, ở chụp hình tháo cái trang ra. Tháo cái trang ra chụp cho đẹp chị. Con nãy giờ đeo không thấy. Tắm bốn chục rồi. Tắm bốn chục phải rửa chứ. Thì chụp ông chụp đi. Chụp mình đấy. Chụp mình chỉ chụp mình em chỉ này chị quẩy gánh lên. Đưa gánh đó, quẩy lên. Ngọc cũng đầu quái gánh lên. Nên là chạy, tháo nón ra đi. Ừ, tháo nón ra. Ừ, thôi, không được. Để nó lấy cái đồng gánh ở trên, nó chị cầm gánh lên dây chơi. Ừ, hả? Có gì đâu mà kể. Chị uống mẫu mà.
Dạ gánh ở dưới á chị. Wow. Ôi, có chừng đừng rớt, có chừng rớt chị ơi. Nhẹ nhẹ đó. Ừ, đúng rồi, quải lên, xách lên. Ờ rồi, quải lên bắn hợp lý vậy. Giao lên nữa. Đó. Đó. Đó 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 rồi. Ok ok. Ô đẹp. Đây nhìn nhanh nhanh. 1 2 3. Đắp nè luôn không? Mặc bộ đồ sao hợp quá trời. Quá đẹp. Ai mua dưa kinh dưa. Hay gánh luôn ghê chứ. Gánh lên không biết sao cái đồi quả đâu đi dưa. Ta đi, ta có sự lựa chọn rồi. Rồi, tới con đi. Cái này là tên của mấy anh chị YouTube này là mấy anh chị đây. Trời ơi, ngày nào cũng canh câu dữ lắm. Dạ. Đây, con dạy. Nè. À, ngọc chụp hình nãy giờ rồi đó. Được không, được không? Cứ tháo cái nón cái chụp cho đẹp chút xíu. Chiều về tới nhẩm nghỉ cái mở ra thấy mình đó. Dạ hiện tiên vlog. À. Vậy về nhớ like nha, có coi nhớ like nha. Cứ coi nhớ coi nhớ nè nhớ like. Dạ. Vài like là đủ rồi. Hai like luôn nha. Hai like là coi như khỏi like luôn. Một like thôi. Một cái cho hai like. Cảm ơn nhiều nhiều nhiều. Dạ. Chúc gia đình mình có cái Tết vui vẻ vạn sự như ý nha chị. Thảo và chụp từ ở ngoài này chụp vô nè. Tao quay đẹp cô véo đi về tao xem. Dạ. Trái học rồi. Chắc học thêm. Chào hai chị nha chị. Rồi tới đây cái video của anh Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị có một buổi trưa vui vẻ nha. Gì anh? Ai? Em hả? Thôi em chụp ta được chứ em ngại lắm, em ít khi nào chụp hình. Cầm heo qua lấy đá đập cho em. Rồi mình đánh, mình đem bẩn luôn đi.